Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm qua em có lên một cái khay 5 cánh trắng, bệt mũi trắng bạch hỏa vương thì bán hết sạch rồi các anh nhá. Hôm nay em cũng đang vét những cái chậu gần như là cuối cùng nhá. Đấy, thì em chia sẻ lốt bởi vì là cái tên bạch hỏa vương hay là lâm sung mấy hôm nay được những anh chị em sưu tầm rất nhiều nhá, bán rất là chạy. Với lại cái cây này thì cũng là cây là tại vườn do bọn em sổ ra cho nên là anh chị em cũng rất là thích vì cái giống này nó chuẩn, mua tại vườn Phi Lộc Cát Bà. Em cho các bác xem lại cái mặt bông 5 cánh trắng bệt mũi trắng bạch hỏa vương, đây là lở lần đầu tiên tại nhà của bọn em ạ, và nó cũng lở lại tại miền Nam rất là đẹp. Đấy, cái mũi hình chữ H rất là phê, lưỡi đậm nhá, bệt rất là đậm, lụ lúc chuông chím này rất là phê luôn các bạn. Cánh sứ nhá cả nhá, con này con cánh trắng sứ. Đấy, thì trong cái dòng 5 cánh trắng bệt mũi trắng thì cây bạch hỏa vương là một cây có bộ cánh cực kỳ là trắng này, trắng sáng và trắng sứ rất là đẹp. Thì em cũng xin phép em đi nhanh, tất cả những cái kỳ này đều là gần như là kỳ tự nhiên 100% hết cho nên là nó rất là khỏe các bác nhá. Về các bác có thể bốc sang chậu cũng được. Thì đây là như phiên hôm trước thì em cũng ra như này, thì những cái kỳ như này bữa trước là toàn bán 250 hết cả nhà nhá. Phiên hôm qua phiên hôm nay thì bắt đầu là bán 220 cho các bác sưu tầm, hầu như là khúc nào nó cũng còn cái mắt ngủ ấy, về các bác tận dụng. Chứ đợt trước là một cái mắt ngủ thức như này nó đã 150.000 rồi. Đấy, thì tất cả những cái kỳ như thế này là em bán là 220k cho một kỳ nhá, kỳ nào cũng còn mắt ngủ. Đấy, rất là khỏe đúng không ạ, kỳ ươm tự nhiên mà cắt dài như này về các bác cũng rất là lợi nhá. Thì những cái mặt bông này thì chơi thì không bao giờ bị lỗi mốt các bạn, không lỗi mốt. Bông 5 cánh trắng bệt mũi trắng nữa cho nên là nó không lỗi mốt. Đặc biệt con bạch hỏa vương này có chất thân lá cực kỳ đẹp, thân mẹ của nó thì lên cao lá nó xếp lá rất là bầu, lá đẹp. Đấy, thì kia 1 này, 2, 3, 4 này, 5. 5 kia này em bán đồng giá là 220 một kia nhá, 220 một kia. Thì hôm nay thì cũng không còn nhiều cho nên là em cũng không khuyến khích là bán đôi nữa, em bán lẻ thôi nhá. Thì bác nào lấy 2 kia thì các bác cứ bảo em, nhưng mà không còn nhiều cái dòng này. Tiếp theo là dòng kia đôi. Cái đôi này thì em vẫn bán bằng giá hôm qua là 300k một cốc cho 2 kỳ, tính ra là có 150 một kỳ thôi. Đấy, và kỳ nào nó cũng có rễ các bác nhá, kỳ nào rễ cũng khỏe rồi. Là cái hàng như thế này là 300k cho 2 kỳ, các bác lấy như này thì sẽ lợi này. Còn về rễ rất là khỏe, sang năm được chậu to. 300k cho 2 kỳ, nó xem xem nhau thôi, mỗi con nó hơn nhau một tẹo thôi các bác nhé, con nào dễ cũng rất là khỏe. Về các bác bốc xong cốc là sang chậu luôn, tính ra là có 150k một kg thôi. Đấy, là cái dòng kg đôi này nhé. Còn em còn cái dòng kg đôi như này nữa thì là 250, vì nó sẽ kg nó nhỏ hơn các bác nhé. Kg nhỏ hơn như này thì em lấy 250 cho 2 kg, tính ra là có 125.000 một kg thôi, giá rất là hợp lý. Đấy, các bạn nhìn nó nhỏ hơn ạ. Đấy, hàng kia đôi này thì em sẽ lấy nhỏ nhỏ hơn này, em lấy 250 một đôi. Đấy, còn cái hàng này là hàng 220 các bác nhé, 220. Còn em có một ít kia này thì là 280 này. Đấy, kia 280 thì nó to hơn, nó to hơn, rễ rất là khỏe. Đó, cũng có những con hơn nhau 1-2 cm đấy ạ. Đấy, cái hàng này là hàng 280k, 280k là kia to hơn các bác nhé. Đấy, có để nhìn này, nó to hơn, là 280k cho một kia. Đấy, giá thì cũng rất là hợp lý. Đấy, em còn một ít này, những bác nào mà muốn lấy nó to hơn thì như cái hàng này, con này thì là em bán như con to này thì em bán là 320k, 320k cho con này. Còn con này là kia 52, kia 52 nhé, phải nhá, mầm gốc lên to rồi. Đấy, thì cái con như thế này giá sẽ là 420.000 cho kia 52, 420k. Chậu này thì chậu này thì cũng 52, trên thân có 1 kia, dưới này có 1 kia nữa. Chậu này thì là 450 này, 450 mấy chậu lẻ lẻ này.
Còn cái chậu này cũng là ký đôi nhưng mà nó lại toàn bộ nó là 2 ký mầm gốc hết nhé. Đấy, như cái cốc này thì em bán là 390k cho ký đôi này. Ký đôi này thì nó lại hơn hẳn ký đôi kia bởi vì nó là mầm gốc nhé. Là 5 cánh trắng, 7 cánh trắng, bạch hỏa vương. Rồi ok, em xin cảm ơn bác. Các bác nào mà chưa sưu tầm cái giống này các bác nhanh tay liên hệ nhé. Vâng, thì cũng gần sắp hết rồi. Vâng, em xin cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà luôn chăm sóc và sưu tầm được những con giống đẹp.